Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bastien, con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie vừa đón sinh nhật tuổi 19, cuộc sống và tính cách bây giờ ra sao? Bastien đã thật sự thay đổi sau nhiều năm sang Mỹ sinh sống, giờ đã ra dáng là chàng trai hết lòng vì gia đình. Ngày 29 tháng 11 vừa rồi là thời điểm đánh dấu Bastien tròn 19 tuổi. Bastien sinh ra ở Việt Nam nhưng bị mẹ bỏ rơi. Cậu bé được Angelina Jolie nhận nuôi từ khi còn bé. Sau nhiều năm, giờ đây Bastien đã là một chàng trai khôi ngô, cao ráo. Năm ngoài anh chàng đã tốt nghiệp trung học, song không ai rõ Bastien có học lên hay không. Hiện nay, Bastien làm trợ lý đạo diễn trên phim trường Without Blood. Cậu thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác trong đoàn làm phim, Angelina không ngớt lời khen ngợi con trai vì sự chăm chỉ cũng như khả năng độc lập tốt. Thay vì giữ gương mặt lạnh lùng và ngại xuất hiện trước truyền thông, giờ đây Bastien cũng thường xuyên nở nụ cười trên môi. Phong cách thời trang của Bastien cũng khá bắt mắt hơn, đa dạng quý tử, con trai một ngôi sao nổi tiếng. Kiểu trang phục Bastien thích lựa chọn là kiểu quần áo khỏe khoắn, đơn giản, tạo được sự năng động. Nhận xét về con trai, Angelina từng chia sẻ, Bastien không thích sự ồn ào của các cánh phóng viên xa lạnh. Sống khép kín, song tình cảm và yêu thương, biết bảo vệ các em, thậm chí Bastien luôn đi sau để bảo vệ các thành viên trong nhà. Thông qua các hình ảnh có thể thấy, Bastien là anh chàng ga lăng, biết quan tâm mẹ và các em. Cậu không ngại xách đồ giúp mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn, Jolie nói về con trai gốc Việt, Bastien giống như trung tâm và là nguồn sức mạnh của gia đình, tôi luôn biết ơn vì có cơ hội được làm mẹ. Tính cách của Bastien đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn. Cậu ra dáng người trụ cột, thường xuyên giúp đỡ, đồng hành cùng mẹ. Đến khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc năm 2018, cậu bé sinh năm 2003 càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái. Bastien có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bast bị mẹ bỏ rơi từ bé. Sau đó, em được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tâm Bình. Tháng 1 năm 2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Bast về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Jolie và Pitt đặt tên con là Bastien với ý nghĩa bầu trời hòa bình. Jolie và Brad Pitt có 6 con chung, gồm 3 con nuôi và 3 con đẻ. Sau khi chia tay, nữ diễn viên giành quyền nuôi các con. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.